tuổi Dần cả nam và nữ là những người có cá tính mạnh mẽ, vì thế đừng quá mong cầu về một tình cảm hoàn hảo. Nếu bạn sống lương thiện, giúp đỡ mọi người, dùng tâm tính thông cảm để độ những người xung quanh, thì bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến phong thủy, cũng sẽ có vận tốt. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bính Dần. Bính thuộc hỏa, Dần thuộc mộc hỏa. Người đầy nhiệt huyết, rất mạnh mẽ, nhưng đó lại là khiếm khuyết lớn nhất của họ khi còn trẻ. Nhất là những người thuộc nhóm sinh số 1, 2, 5, 8. Sau khi xem trọn video, nếu bạn bình luận rõ ràng về các thắc mắc, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Bính Dần 1986, sinh từ 9 tháng 2 năm 86 cho đến 28 tháng 1 năm 87 dương lịch, trước ngày 8 tháng 2 thuộc tuổi Ất Sửu. Ở tuổi này không còn trẻ nữa, bạn muốn biết về vận hạn của tương lai? Đừng nên biết. Tốt nhất bạn nên muốn biết về mật mã của bản thân để cải vận. Bạn ngại bỏ tiền ra để mời một thầy phong thủy nào đó xem lá số. Không sao cả. Bạn có thể tự tìm hiểu từ nhiều nguồn, tự nghiên cứu từ sách vở, kiên trì và thực hiện theo. Vâng, cái đoạn kiên trì rất là quan trọng. Bạn muốn thay đổi vận mệnh nhưng lại không kiên nhẫn thì không nên xem video này, dù bạn là người đủ cơ duyên thấy video này. Những thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, thần Phật hay Chúa Trời cho bạn tâm lực, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực phấn đấu. Cố gắng thu hoạch nhiều, cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Bạn muốn tìm hiểu về mệnh giàu sang, hãy xem lại các video trong kênh Khải Toàn Phong Thủy. Video này chia thành 3 phần chính. Phần đầu nói về tính cách chung. Phần 2 nói về 12 tháng sinh. Phần 3 lời kết và hướng dẫn khác. Mục đích chính của video này hướng dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Mệnh khuyết hay dụng thần là gì? Mời các bạn vào các website hoặc Google để tìm hiểu nếu chưa biết đến. Ngoài ra ở cuối video có hướng dẫn cách lấy lá số, xem tứ trụ, xem thiên can mệnh ngày sinh và xem đại vận. Ở tuổi này không còn trẻ nữa, độ tuổi tầm 40. Nếu vẫn chưa đạt được thành tựu thì bạn nên xem lại chính mình. Do xui, do thời thế hay do yêu cầu cao, do vấn đề gì khác nữa. Dù lý do gì, chỉ có một cách hữu dụng nhất để bạn thay đổi được số mệnh, đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa, nhà hư thì sửa nhà, tâm hư thì sửa tâm. Buông xả đi cái tôi, bỏ được cái tôi sẽ không còn chữ tôi nghèo hay chữ tôi khổ. Nghèo và khổ sẽ không còn cái tôi để dính vào nữa. Tóm tắt người tuổi Bính Dần. Tình cảm tuổi Dần thường không mấy suôn sẻ, họ có tình cảm đa phần rất phong phú, họ nhạy cảm. Người tuổi Dần là những người bạn tình đầy nhiệt thành, yêu mãnh liệt. Khi còn trẻ, họ khó là người bạn đời lý tưởng của bạn. Phụ nữ tuổi Dần cá tính mạnh mẽ không kém nam giới. Họ thường mạnh dạn chủ động đi tìm người yêu lý tưởng cho riêng mình. Tuổi Dần hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Tuổi Dần hạn thái tuế vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Nhưng các bạn không nên quá lo lắng, không nên tự thu nạp những kiến thức về tà kiến này để tự phan duyên vào chính mình. Hạn tam tai nói về làm ăn khó khăn, hạn thái tuế nói về thị phi hao tổn, sức khỏe kém. Giả dụ trước đây bạn không tham sân si mạn, đến năm thái tuế sẽ không có việc gì xảy ra. Một năm 12 tháng, một chu kỳ 12 năm sẽ có lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Người sinh năm 86 Bính Dần tính cách bộc trực ngay thẳng, khá thông minh và lanh lợi. Cuộc đời nhiều trở ngại, nhất là những người sinh nhóm 4, 7, 10 trong đoạn sau video có đề cập. Đối với mệnh có mật mã đứng đầu, không thất bại không thể thành công lớn nãy của chính mình mới có thể có nhiều cơ hội đạt được thành tựu trong sự nghiệp.
Giai đoạn đầu khó có được thành công vì bản tính cương trực thẳng thắn nên không thích dựa dẫm vào người khác, tự lực cánh sinh là chính. Giai đoạn trung niên phải cực lực mới có thể khẳng định được chút thành quả. Không hiếm trường hợp thành công ngoài 20 tuổi và thất bại dễ dẫn đến bế tắc một thời gian. Nói đến người tuổi Dần, Dần là hổ, đại diện cho sự dũng mãnh, không ngại khó khăn gian khổ. Nhưng dũng mãnh thôi chưa đủ, có sức mà thiếu trí, thiếu kinh nghiệm càng dễ thất bại. Họ có sẵn tính lãnh đạo, có tố chất của người đứng đầu. Sau bao lần thất bại, hổ sẽ hóa thành hổ đầu đàn. Người giữ giới là người giữ đạo đức. Đạo làm người, đạo sống thiện lành. Người có đạo sẽ có đức. Bất luận bạn tuổi gì, bạn là người giữ giới sẽ là người có phước huệ. Bính Dần xét theo dụng thần bát tự mệnh khuyết, mức độ chính xác khá cao. Tháng sinh có sức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung video vẫn chia thành 12 nhóm chính, có tóm tắt về đại vận, những sự kiện trong 10 năm của từng lá số được tính theo tháng dương lịch. Các bạn có thể tự tra áp lịch Việt để chuyển ngày âm sang dương. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách tìm ra màu sắc cho dụng thần, ngành nghề trang sức phù hợp cho tuổi Bính Dần. Cách thứ nhất xét đơn giản theo năm sinh. Bính Dần là Lưu Trung Hỏa, hộ mệnh là vị hư không tạng Bồ Tát. Mệnh hỏa nên dùng màu của hỏa hoặc của mộc như đỏ, tím, cam, xanh lá. Đồ vật từ gỗ là mộc, nhiều nhiệt hoặc ăn cay, ăn nóng là hỏa. Mèo hổ là mộc, ngựa rắn là hỏa. Nhà hàng châu Á, điện tử, máy tính, thiết bị điện, kỹ thuật điện, chế biến thực phẩm, đầu bếp, chiếu sáng, nhiếp ảnh là các ngành nghề thuộc hỏa. Tam hợp với Dần ta có Ngọ Tuất hoặc là Mão Thìn. Trực xung phá hình ta có Dần Thân Tỵ Hợi. Khải Toàn đã tra hàng ngàn lá số, tuổi Dần xét theo cách này khó chính xác. 10 người dụng thì chỉ có 5 người đúng, vì không phải ai tuổi Dần cũng như nhau, sinh cùng ngày giờ chưa hẳn đã giống nhau. Làm thế nào người tuổi Bính Dần có vận tốt? Các bạn xem trọn video, tìm đúng mật mã của chính mình và kiên trì ứng dụng theo. Nhưng phong thủy là một phương tiện phụ trợ, không phải là liều thuốc thần. Nếu sống thiện lành, biết bố thí thông qua con đường tu tâm dưỡng tánh bằng cách học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách cải biến tốt nhất. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1, sinh từ 9 tháng 2 năm 86 cho đến 9 tháng 3 năm 86 dương lịch, tháng Canh Dần. Năm sinh Bính Dần, tính cách nóng nảy, can đảm, đầy nhiệt huyết, khi quyết tâm không ai cản được. Năm Dần sinh tháng Dần, tính tình càng nóng tính như một lò lửa. Dần thuộc mộc hỏa, khi nóng giận, bản tính khó kiềm chế, chịu lời ngon ngọt là có thể dụ được họ. Dần thích tự do, thích tán dương và muốn công nhận thành quả của mình, thường bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão trong cuộc đời. Người sinh nhóm này tính cách đa phần rất mạnh mẽ, khó lùn cúi trước ai khác, nhưng đôi khi thiếu sự nhẫn nại. Hiện tại đang ở thời vận rất nhiều trở ngại lớn nhất trong cuộc đời. Thời vận từ 32 cho đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Bính Tuất thuộc hỏa thổ, không phải vận tốt, tính tình dễ nổi quạo. Một điều nhịn là chính điều lành. Hiện họ đang có sao hoa cái, mật mã thông minh sáng dạ. Mệnh nữ có sao hoa cái rất là mạnh mẽ, dễ dẫn đến cô đơn. Thời vận của mệnh nam từ 32 cho đến 42 tuổi đang hành vận Giáp Ngọ thuộc mộc hỏa, là giai đoạn bất ổn lớn nhất của cuộc đời. Tính tình càng dễ nóng nảy, càng dễ sai lầm, vì thế không nên can dự chuyện người khác và để tránh thị phi. Cả nam và nữ nếu tu pháp bố thí, tu pháp nhẫn nhịn có thể cải biến được vận hạn sẽ tốt hơn. Bính Dần sinh từ 9 tháng 2 năm 86 cho đến 9 tháng 3 năm 86 dương lịch, đa phần là khuyết kim kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng màu xanh lá hoặc nhiều đồ gỗ. Lưu ý ai sinh mệnh ngày thuộc ất mộc không nên dùng nhiều kim, nên dùng nhiều thủy hơn. Mỗi sáng gõ tiếng chuông đồng là tăng vận kim. Bình thường đi chơi đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, ăn tổ yến, ăn đồ lạnh và soi gương là tăng vận kim thủy.
Sáng ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là buổi chiều, giờ buổi tối là giờ của thủy. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm, hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước, hãy bố thí thức ăn, bố thí lời nói thiện lành. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm thứ hai, sinh từ 10 tháng 3 năm 86 cho đến 8 tháng 4 năm 96 dương lịch, tháng Tân Mão. Tuổi Bính Dần sinh tháng Mão là người có sao hàm trì, chủ về tướng mạo xinh đẹp, thông minh, đào hoa, lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm Bính Dần vốn nóng tính, can đảm, đầy nhiệt huyết, khi quyết tâm khó ai ngăn cản họ. Người sinh tháng Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc, có nhiều hoài bão lớn trong cuộc đời và rất cực đoan. Dần Mão tương hợp là một tượng tốt của lá số. Tháng sinh Mão, mùa mộc vượng, đa phần người sinh thời điểm này là kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá hoặc nhiều đồ gỗ, không nên nuôi chó mèo. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Đinh Hợi thuộc hỏa thủy, 5 năm đầu nhiều trở ngại, dễ xung đột trong công việc. 5 năm sau có chuyển biến tốt hơn, nên giảm tính quân tử, không nên can thiệp chuyện người khác, trừ khi muốn giúp họ mà không mong hồi đáp. Thời vận từ 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Ất Mùi thuộc mộc thổ hỏa, 2 phần thuận 8 phần khó khăn. Tuy có nhiều cơ hội về tài lộc, nhưng vận mộc nhiều, tinh thần tù túng, tâm nhiều lo nghĩ. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí để tạo phước đức. Bính Dần từ 10 tháng 3 năm 86 cho đến 8 tháng 4 năm 86 dương lịch vào các tiết khí mộc vượng. Dụng thần mệnh khuyết đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây. Gõ chuông đồng là tăng vận kim, đeo trang sức vàng bạc kim cương là nạp kim. Ăn tổ yến, ăn đồ lạnh, soi gương là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là buổi chiều, giờ buổi tối là giờ của thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Ất Mộc không nên dùng nhiều kim. Học cải vận cần một thời gian để có thể chuyển xấu thành tốt. Gia đình thuận hòa, thông cảm lẫn nhau, gia đình nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Học Phật, nghe pháp, hành thiền, bố thí là cách tích phước đức. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 3, sinh từ 9 tháng 4 cho đến 8 tháng 5 năm 86 dương lịch, tháng Nhâm Thìn. Năm Bính Dần rất nóng tính, tính tình khá thẳng thắn bộc trực, đôi khi thiếu nhẫn nại. Tháng Thìn là mật mã tài hoa, người đứng đầu có khí chất. Thìn và Dần tương hợp đều là tượng tốt của lá số. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, trên cơ thể râu lông tóc móng là mộc. Không nên nuôi chó mèo. Thời vận từ 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Mậu Tý thuộc thổ thủy. Vận có thủy tốt về công danh, tính tình giai đoạn này rất cố chấp. 5 năm sau hành vận khá hơn 5 năm đầu. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm thì tình cảm dễ biến động. Thời vận từ 31 đến 40 tuổi của mệnh nam đang hành vận Bính Thân thuộc hỏa kim. 5 năm cuối của vận khá tốt, hiện đang có sao Dịch Mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa, làm công việc xa. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí, về sau sẽ có hậu vận tốt lành. Bính Dần sinh từ 9 tháng 4 cho đến 8 tháng 5 năm 86 dương lịch vào các tiết khí mộc và thổ vượng, dụng thần đầu tiên, xin lỗi, dụng thần đa phần là kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, đồng hồ Rolex kim cương rất là nhiều kim. Soi gương là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ hoặc buổi tối là giờ của thủy. Nếu thắp nhang là mộc thì gõ chuông đồng là trợ kim, ăn món ăn lạnh là tăng vận kim. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm hòa thuận là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước hãy bố thí lời nói, bố thí thức ăn,
Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 4, sinh từ 9 tháng 5 cho đến 6 tháng 6 năm 86 dương lịch, tháng Quý Tỵ. Năm Dần sinh tháng Tỵ là người có sao cô thần, mệnh nam có sao này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Tỵ Dần là hai mật mã tương hại, cuộc đời dễ biến động. Năm sinh Bính Dần sinh tháng Tỵ có cả sao Dịch Mã, cuộc đời đi xa dễ làm công việc xa, xa quê hương. Năm sinh Bính Dần vốn nóng tính, can đảm, đầy nhiệt huyết, khi quyết tâm không ai có thể ngăn cản họ. Sinh tháng Tỵ thuộc hỏa là nhóm người linh hoạt, thích hướng ngoại, giỏi giao tiếp. Người sinh mệnh ngày Quý hoặc Tân thì giảm tính hướng ngoại. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần kỵ hỏa và thiếu thủy. Người kỵ hỏa tính tình dễ nóng nảy, giàu nhiệt huyết nhưng thiếu sự nhẫn nại. Kỵ hỏa không nên sử dụng màu nóng như đỏ, cam, hồng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Thời vận từ 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Kỷ Sửu thuộc thổ kim, đa phần là vận khá tốt, tốt về công danh nhưng tâm lý nhiều lo lắng. Hiện có sao Quả Tú, tinh thần khó an, chuyện tình cảm dễ biến động. Từ 33 cho đến 42 tuổi, mệnh nam hành vận Đinh Dậu thuộc hỏa kim. Trước 37 tuổi là giai đoạn đầy sóng gió, qua 38 thật sự khởi sắc vì vận có kim. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt nên tu pháp bố thí và nhẫn nhịn. Bính Dần sinh từ 9 tháng 5 cho đến 6 tháng 6 năm 86 dương lịch, vào tiết khí hè nóng, dụng thần đa phần là thủy và kim. Mỗi ngày thức dậy, mặt hướng về hướng bắc hoặc tây bắc, đi ngủ tập thể dục có thể mang theo chai nước suối, soi gương, ăn tổ yến, ăn đồ lạnh hoặc là tắm sáng là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, ngoài tắm sáng nên làm tóc ướt giữ cho gương mặt trắng sáng, đi xe nên đeo kính mát, bàn làm việc nên có nhiều màu đen và màu xanh dương. Học cải vận cần một thời gian để chuyển xấu thành tốt. Gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền và bố thí là cách tích phước đức. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 5, sinh từ 7 tháng 6 cho đến 6 tháng 7 năm 86 dương lịch, tháng Giáp Ngọ. Năm Bính Dần vốn nóng tính, thẳng thắn bộc trực, đôi khi thiếu sự nhẫn nại. Sinh tháng Ngọ lại càng nóng tính, thích tự do, khi giận dữ không ai kiềm chế được. Mệnh có khí chất, có tài lãnh đạo nhưng đa phần là cực đoan. Dần Ngọ tương hợp là tượng tốt của lá số. Mệnh sinh nhóm này như một cái lò lửa, mệnh nhiệt huyết, hết lòng với người mình mến, không ngại va chạm nhưng thiếu sự kiềm chế sẽ có thể dẫn đến những chuyện đáng tiếc. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nhà tắm nên có bồn tắm, có thể tắm sáng nhiều, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng, và hạn chế dùng màu đỏ, cam, hồng. Thời vận từ 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nữ đang ở vận Canh Dần thuộc kim mộc hỏa. Chỉ có 3-4 phần là thuận, vì Dần trùng với Dần là thái tuế, là giai đoạn nhiều sóng gió, tính tình nóng khỏi phải bàn. Mệnh nam từ 32 cho đến 41 tuổi, mệnh nam hành vận Mậu Tuất thuộc thổ hỏa, cũng như mệnh nữ, vận này khá nóng tính, dễ phát sinh chuyện xung đột. Vận có sao Hoa Cái chủ về sáng tạo và tài hoa. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn để giảm đi vận xấu. Bính Dần từ 7 tháng 6 cho đến 6 tháng 7 năm 86 dương lịch, vào tiết khí mùa hè nóng, mệnh kỵ mộc hỏa, không phù hợp thường xuyên vào bếp hoặc ăn cay ăn lẩu nhiều. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy và kim. Bàn làm việc nên có nhiều màu đen, màu xanh dương, hình tượng nên có là chuột, heo, cá là thủy. Mỗi ngày thức dậy, mặt hướng về hướng bắc là thủy, hướng tây bắc là kim. Đi đường nên đeo kính mát, nên thường xuyên tắm sáng làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt trắng sáng. Soi gương, ăn đồ lạnh, ăn tổ yến là cách tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Sau 15 giờ là giờ của kim, kỵ giờ buổi trưa là giờ của hỏa.
Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước hãy bố thí, bố thí lời nói, bố thí thức ăn. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 6, sinh từ 7 tháng 7 cho đến 5 tháng 8 năm 86 dương lịch, tháng Ất Mùi. Năm sinh Bính Dần, vốn nóng tính, can đảm, đầy nhiệt huyết, quyết tâm không ai cản được. Sinh tháng Mùi thuộc thổ hỏa, Mùi đại diện cho đất đai, nhà cửa. Nhóm người có lòng bao dung, dễ cảm động, cảm thông cho người khác và thường giúp đỡ mọi người. Sinh tháng này thổ hỏa vượng, đại diện cho người thành thật bao dung nhưng không khéo ăn nói, đa phần là hướng nội. Thời điểm này do thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ, không nên nuôi chó mèo lông vàng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Nhà tắm nên có bồn tắm, hạn chế nhiều màu đỏ cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ từ 32 cho đến 42, mệnh nữ hành vận Tân Mão thuộc Kim Mộc. 5 năm đầu nhiều cơ hội về tài lộc, 5 năm sau tinh thần không tốt. Giai đoạn này tính tình khá cố chấp. Hiện có sao Hàm Trì, sao về đào hoa nhân duyên ăn nói hoặc kết hôn. Với nam từ 31 cho đến 42 tuổi, xin lỗi, từ 31 cho đến 40 tuổi. Mệnh nam đang hành vận Kỷ Hợi thuộc thủy thổ mộc, không phải là giai đoạn thuận lợi. Vận có mộc vượng, dễ xung đột trong công việc. Cả nam và nữ muốn hậu vận tốt cần tu pháp bố thí để tích phước đức. Bính Dần sinh từ 7 tháng 7 cho đến 5 tháng 8 năm 86 vào các tiết khí cuối hè, mệnh thường kỵ hỏa thổ, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất Mộc không nên dùng nhiều kim, nên dùng nhiều thủy. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc, giúp thêm may mắn. Bàn làm việc nên có nhiều màu xanh dương hoặc màu đen, hình tượng nên có trên bàn là chuột, cá, heo là thủy. Bếp men cũng là thủy. Nên thường xuyên tắm sáng, làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương, ăn tổ yến, ăn đồ lạnh, ăn món tây là cách tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu thủy thường là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Buổi chiều sau 15 giờ là giờ của kim. Học thuật cải vận cần một thời gian mới chuyển xấu thành tốt. Gia đình thuận hòa, thông cảm lẫn nhau, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền, bố thí là cách tích phước đức cho mai sau. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 7, sinh từ 6 tháng 8 cho đến 3 tháng 9 năm 86 dương lịch, tháng Bính Thân. Năm Bính Dần sinh tháng Thân là có sao Dịch Mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa làm công việc xa. Năm sinh Bính Dần vốn nóng tính, bộc trực, thẳng thắn, đôi khi thiếu sự nhẫn nại. Sinh tháng Thân là người hướng ngoại, có thể kiêu căng, thích tự do. Họ là những người giỏi giao tiếp. Thân dần xung nhau, cuộc đời dễ biến động, tính tình có thể thiếu sự kiên định. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám. Nhà ở không nên có nhiều gương to, hạn chế đeo nhiều vàng bạc trang sức và cả kim cương. Thời vận 33 đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Nhâm Thìn thuộc thủy thổ là giai đoạn khá tốt về công danh. Ai sinh mệnh ngày Mậu hoặc Kỷ đa phần không tốt về tình cảm. Mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi, thời vận đang hành vận Canh Tý thuộc kim thủy, không phải là giai đoạn tốt. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để tạo phước đức. Tuổi Dần sinh từ 6 tháng 8 cho đến 3 tháng 9 năm 86 dương lịch, vào tiết khí mùa thu đa phần là kỵ kim, dụng thần đa phần là mộc hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không nên dùng nhiều hỏa. Ai sinh mệnh ngày Quý hoặc Tân thì có tính hướng nội cao. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng Đông hoặc hướng Nam. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, nhiều đồ gỗ, sưu tầm dài dép, túi sách mới là mộc đẹp. Đi ngủ mang theo quyển sách. Bàn làm việc nên có nhiều màu ấm hoặc là dùng
hoặc là dùng hình tượng Hello Kitty, mèo, hổ là mộc. Mỗi sáng thắp nhang là mộc, vái lại gõ vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm, hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước hãy bố thí thức ăn, bố thí lời nói thiện lành. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 8, sinh từ 4 tháng 9 cho đến 3 tháng 10 năm 86 dương lịch, tháng Đinh Dậu. Năm Bính Dần vốn nóng tính, can đảm đầy nhiệt huyết, quyết tâm rất là lớn. Sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi phải bàn, không thể thương lượng được với họ, tranh cãi với họ dễ ức chế. Năm Dần sinh tháng Dậu đa phần là kim vượng, đa phần là người mạnh mẽ, tính cách cực đoan, cố chấp cao, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ làm phiền lòng người khác. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, không nên có nhiều gương to ở nhà, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc đá quý kim cương. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ, hành vận Tân Sửu thuộc kim thổ, mệnh kỵ kim gặp vận kim là bất lợi. Lời nói hành động dễ gây hiểu nhầm, dễ xung đột trong công việc. Hiện đang có sao Quả Tú, chủ về tình cảm dễ biến động. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nam, hành vận Quý Tỵ thuộc thủy hỏa, 5 năm sau khởi sắc về công danh, chuyện tình cảm có phần biến động. Nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn để hậu vận tốt hơn. Bính Dần sinh từ 4 tháng 9 cho đến 3 tháng 10 năm 86 dương lịch, vào tiết khí mùa thu, mệnh kỵ kim, dụng thân đa phần là mộc hỏa. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân không kỵ kim và không nên dùng nhiều hỏa. Mỗi sáng thắp nhang là mộc, vái lại gõ vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Nhà ở dùng nhiều màu ấm, nhiều đồ gỗ, khi sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Đi ngủ có thể mang theo quyển sách. Bàn làm việc nên đặt tượng mèo, hổ, Hello Kitty hoặc là Doraemon là mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Học cải vận cần một thời gian để chuyển xấu thành tốt. Gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền, bố thí là cách tích phước đức. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 9, sinh từ 4 tháng 10 cho đến 1 tháng 11 năm 86 dương lịch, tháng Mậu Tuất. Năm Bính Dần sinh tháng Tuất có sao Hoa Cái, mật mã thông minh tài khoa. Mệnh nữ có sao Hoa Cái, cá tính rất là mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Năm sinh Bính Dần vốn nóng tính, bộc trực thẳng thắn, đôi khi thiếu sự nhẫn nại. Sinh tháng Tuất là nhóm người trầm tính, háo thắng, có khiếu kinh doanh. Tuất và Dần tương hợp hỏa là điều tốt của lá số. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ hỏa, không nên dùng màu đỏ cam hồng, không nên nuôi chó, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ thường không kỵ hỏa. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Giáp Ngọ thuộc mộc hỏa. Vận có mộc là tốt, nhưng có hỏa không tốt, tính tình dễ nóng nảy nên hạn chế can dự chuyện người khác. Đang có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Với nam 35 cho đến 44 tuổi, hành vận Nhâm Dần thuộc mộc hỏa thủy, nhiều cơ hội về công việc, nhưng cả trở ngại và dễ biến động vì Dần trùng Dần là thái tuế. Hãy tu pháp nhẫn nhịn, tu pháp bố thí để tạo phước đức. Bính Dần sinh từ 4 tháng 10 cho đến 1 tháng 11 năm 86 dương lịch, vào tiết khí cuối thu, mệnh kỵ kim thổ hoặc là hỏa. Nhóm sinh này cần có ngày sinh cụ thể mới luận được chính xác. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc kỵ kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp.
không nên giữ giày dép túi xách cũ hoặc là tạp vật vì đây là mộc xấu xí. Bàn làm việc nên có tượng mèo, tượng hổ, Doraemon là mộc. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc hay thắp nhang là tăng vận mộc. Giờ tốt cho mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, giờ buổi tối là giờ của thủy. Học cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước hãy bố thí, bố thí thức ăn, bố thí nụ cười, bố thí lời nói thiện lành. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 10, sinh từ 2 tháng 11 cho đến 30 tháng 11 năm 86 dương lịch, tháng Kỷ Hợi. Năm Bính Dần vốn nóng tính, can đảm đầy nhiệt huyết, khi quyết tâm rất là lớn. Sinh tháng Hợi Thủy thì ngược lại, Hợi Thủy là nhóm người hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng cọc tính. Dần Hợi tương phá, cuộc đời dễ biến động. Nhóm sinh tháng Hợi thường dư thủy kỵ thủy, không nên dùng nhiều màu đen màu xanh dương. Không phù hợp chọn hình nền là cá chuột heo. Và hạn chế cả dùng trang sức vàng bạc đá quý. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh thủy vượng thông minh chu đáo nhưng thường an phận và ít cầu tiến. Thường xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ kim thủy. Ai sinh mệnh ngày quý và tân thường có tính hướng nội. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ đang ở vận Ất Mùi thuộc mộc hỏa thổ, đa phần là vận tốt cho người thiếu mộc hỏa. Có nhiều cơ hội về tài lộc, trừ nhóm người sinh mệnh ngày nhâm hoặc tân. Với nam từ 30 đến 39 tuổi hành vận Quý Mão thuộc thủy mộc, nhóm sinh này cần hỏa hơn cần mộc. Vận có mộc vượng, tính tình bộc trực, dễ nổi quạo, dễ hư việc. Nhìn chung 5 năm đầu không thuận như 5 năm sau. Cả nam và nữ hãy tu pháp nhẫn nhịn, tu pháp bố thí để cải biến vận hạn. Bính Dần sinh từ 2 tháng 11 cho đến 30 tháng 11 năm 86 dương lịch vào các tiết khí lạnh, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và kỵ thủy. Mỗi ngày gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc là tăng vận mộc, hoặc là thắp nhang cũng là nạp mộc. Sáng thức dậy nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Cần mộc hỏa đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở nên dùng nhiều màu ấm. Nhiều đồ gỗ là mộc nên thường xuyên vào bếp nấu ăn là tăng vận hỏa. Giờ tốt của mộc là buổi sáng, giờ của hỏa là giờ buổi trưa. Học cải vận cần một thời gian để chuyển xấu thành tốt. Trong đó gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp, hành thiền và bố thí là cách tích phước đức. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 11, sinh từ 1 tháng 12 năm 86 cho đến 30 tháng 12 năm 86 dương lịch, tháng Canh Tý. Năm sinh Bính Dần vốn nóng tính, thẳng thắn, bộc trực, đôi khi thiếu sự nhẫn nại, thì sinh tháng Tý đại diện cho cố chấp cực độ, yêu thương và bảo vệ gia đình hết mực. Nhóm này đa phần tốt bụng nhưng xử lý nặng về tình cảm. Sinh tháng Tý thủy vượng dễ phá tài, xử lý sự việc theo tình cảm nhiều hơn lý trí, có thể khiến những người thân buồn lòng. Mệnh thủy vượng là người thông minh, nhược điểm thường ít cầu tiến và an phận, là người mẫn cảm nhạy cảm trong tình yêu. Người kỵ thủy không nên dùng màu đen và xanh dương, nhà vệ sinh luôn giữ sạch sẽ và dùng ánh đèn vàng. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nữ đang ở vận Bính Thân thuộc hỏa và kim. 5 năm đầu khá hơn 5 năm sau. Hiện đang có sao dịch mã, dễ đi xa, biến động, thay đổi chỗ ở và công việc. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nam đang ở vận Giáp Thìn thuộc mộc thổ thủy. 5 năm sau không tốt như 5 năm đầu. Vận thủy vượng làm khó giữ được tiền. Nam và nữ hãy tu pháp bố thí, tu pháp nhẫn nhịn để tạo phước đức. Bính Dần từ 1 tháng 12 cho đến 30 tháng 12 năm 86 dương lịch vào tiết khí lạnh, thời điểm này thủy vượng, dụng thần đa phần là hỏa và mộc,
kỵ thủy. Những ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ thủy. Ai sinh mệnh ngày quý và tân thường hướng nội cao. Mỗi sáng gõ bài tiếng vào chiếc mỏ mộc hoặc thắp nhang là tăng vận mộc. Khi thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam. Cần hóa dùng màu ấm đỏ, tím, cam, hồng nên thường xuyên vào bếp để tăng vận đào hoa và tăng vận hỏa. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc, mèo chó lông vàng rất nhiều mộc hỏa. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày của mệnh thiếu hỏa là buổi trưa, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Học thuật cải vận nên kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, hòa thuận và thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có phước hãy bố thí. Bố thí thức ăn, bố thí nụ cười, bố thí lời nói thiện lành. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 12, sinh từ 31 tháng 12 năm 86 đến 28 tháng 1 năm 87 dương lịch, tháng Tân Sửu. Năm Bính Dần sinh tháng Sửu là người có sao Hỏa Tú. Nữ có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Tuổi Bính Dần sinh tháng Sửu có cả sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa, tình cảm dễ biến động. Năm Dần vốn nóng tính, can đảm, đầy nhiệt huyết, không ai có thể ngăn cản được họ. Nhưng sinh tháng Sửu thì ngược lại, khá lầm lì, cứng đầu, bao dung. Sửu thổ là người hiếu thuận, tốt bụng, biết cho đi. Thời vận 33 cho đến 42 tuổi của mệnh nữ hành vận Đinh Dậu thuộc hỏa và kim, 5 năm đầu vận khá hơn 5 năm sau, nên nhường nhịn và thông cảm, không nên can dự chuyện của người khác. Với mệnh nam 30 đến 39 tuổi hành vận Ất Tỵ thuộc mộc hỏa, vận có mộc hỏa được xem là các lợi về công danh, nhưng sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay và cả đối kỵ. Vì Tỵ với Dần có xung khắc nhau, vận dễ biến động chuyện tình cảm. Nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn, tu pháp bố thí để tích phước đức. Bính Dần từ 31 tháng 12 năm 86 đến 28 tháng 1 năm 87 dương lịch vào các tiết khí lạnh, đa phần là kỵ thủy và thổ. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết hỏa mộc. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ thủy. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Mệnh khuyết mộc hỏa dùng màu đỏ, tím, cam, hồng hoặc xanh lá là chính. Nên thường xuyên vào bếp nấu ăn, vừa tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Mỗi sáng gõ vài tiếng chuông, xin lỗi, gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Học cải vận cần một thời gian mới có thể chuyển xấu thành tốt. Gia đình hòa thuận, thông cảm, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền và bố thí là cách tích phước đức. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các website phong thủy cải vận hoặc phong thủy khải toàn .com. Tiếp theo vào mục tra lá số. Hãy điền thông tin ngày sinh dương lịch của bạn vào. Sau khi điền xong, nhấn lấy lá số. Kéo xuống phần thông tin. Đây là thông tin lá số của bạn. Đầu tiên chú ý đến mệnh ngày sinh, ví dụ ở đây là chữ Giáp. Tiếp theo là chủ tháng sinh, ví dụ ở đây là chữ Tỵ. Đây là đại vận. Tìm dụng thần đơn giản, ta lấy trực xung, ví dụ sinh tháng Tỵ ta lấy chữ Hợi. Ví dụ sinh tháng Mão ta lấy chữ Dậu. Ví dụ sinh tháng Ngọ ta lấy chữ Tý. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Bính Dần theo 12 tháng sinh để chính xác thêm cần phải có ngày giờ sinh và giới tính. Biết được dụng thần, các bạn vào các website của Khải Toàn xem phần mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng.
Bát tự tứ trụ là xét cả tám ô, trong đó mệnh ngày sinh khá quan trọng. Xét mệnh ngày sinh, Khải Toàn xin tóm tắt như sau. Người sinh ngày Giáp Mộc thường cao to uy mãnh, đa phần là thích kim. Người sinh ngày Ất Mộc tư chất nho nhã, đa phần là thích thủy. Người sinh mệnh ngày Bính Hỏa thường béo tốt, đa phần thích mộc. Người sinh mệnh ngày Đinh Hỏa đa phần là nhẫn nại và thích mộc. Người sinh mệnh ngày Mậu Thổ đa phần cứng rắn như đá, đa phần là thích hỏa và thủy. Người sinh mệnh ngày Kỷ Thổ là đất mềm mại, nữ tính, đa phần thích hỏa kim. Người sinh mệnh ngày Canh Kim thường hào sảng, đa phần thích mộc. Người sinh mệnh ngày Tân Kim thường mềm mại, đa phần thích thủy. Người sinh ngày Nhâm Thủy đa phần mạnh mẽ và thường thích kim thủy. Cuối cùng, người sinh mệnh ngày Quý Thủy thường hướng nội, đa phần thích kim. Các bạn có thể kết hợp mệnh ngày sinh và nhóm sinh của mình để tự trải nghiệm. Nếu tự nghiên cứu, các bạn phải kiên nhẫn xem video hoặc đọc sách để hiểu hơn về mệnh. Thầy Phong Thủy Chân Thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Dần cả nam và nữ là những người có cá tính mạnh mẽ, vì thế đừng quá mong cầu về một tình cảm hoàn hảo. Nếu bạn sống lương thiện, giúp đỡ mọi người, dùng tâm tính thông cảm để độ những người xung quanh, thì bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến phong thủy, cũng sẽ có vận tốt. Nếu vận không tốt, hãy dành thời gian tu tâm dưỡng tánh. Từ đây mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều chân thiện. Tâm sẽ an, sẽ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy là đủ phước duyên, phước báo sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.